ta có anh linh chuyện ngữ mang tựa đề Đêm Hồng Ân. Sau đây, con xin kính mời quý cha và quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Đêm Hồng Ân được trình bày bởi linh mục Vincent Nguyễn Đình Truyền với phần phụ họa của hai ca đoàn Efata và Cecilia của Giáo xứ Chúa Kitô Vua. Say đắm buông về trong